Xin chào cả nhà thân yêu, hôm nay thì gốm nhà Toki gửi tới anh chị mình một bộ sưu tập, một bộ trà vô cùng đặc biệt, vô cùng đẳng cấp đến từ Vương quốc Anh. Và trải qua biết bao nhiêu là km xa xôi thì gốm nhà Toki đã có thể sưu tầm được một bộ trà chính gốc Anh và đem về tới Việt Nam nha cả nhà. Thì chắc là bây giờ em sẽ đi vào chi tiết luôn. Với bộ trà này thì trước tiên là về màu sắc. Bộ trà khoác lên mình một màu sắc màu cam chủ đạo, và ngoài ra thì cái ánh vàng vẽ vàng cực kỳ đẹp luôn. Và từ cái nhìn đầu tiên của bộ trà vô cùng thu hút khiến gốm nhà Toki đã dự định và sưu tầm đem nó về Việt Nam ngay lập tức. Và bây giờ giới thiệu thêm về cái phần nước vẽ cũng như là hoa văn nha cả nhà. Thì cái bộ trà này là vẽ tay toàn bộ, và trên các cái nét vẽ thì sẽ có chữ ký ở bên dưới của tác giả, và kèm theo đó là hoa văn này là những cái hoa văn trái cây nha, vô cùng là đẹp, vô cùng là lộng lẫy và sang trọng. Về chi tiết của bộ trà này thì sẽ gồm có 22 chi tiết, bao gồm đó chính là một chiếc ấm lớn vẽ vàng cực kỳ nhiều luôn ở giữa trung tâm nha cả nhà. Phần vòi vàng, phần quay vàng. Tiếp theo là một hũ đường và một tống rót. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 set chiô, là 3 chi tiết gồm có ly này, dĩa lót này và dĩa bánh này cả nhà, tổng cộng 6 set. Và ngoài ra thì phía đằng sau này như anh chị có thể thấy, đó chính là một chiếc dĩa bánh lớn nữa nha cả nhà. Một chiếc dĩa bánh lớn có phần hai cái tai hơi to ra như thế này, rất là đặc biệt đúng không cả nhà. Và chắc là bây giờ thì không để cả nhà chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đi ngay vào cái nước vẽ, nước men và chi tiết của bộ này luôn nha. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cả nhà review vào phần ấm đầu tiên nha. Đây anh chị có thể thấy trước tiên là phần nắp này, cả nhà có thể thấy phần nắp được làm nhô cao lên rất là sang trọng, và phần vàng ở phần miệng nắp này, rồi phần vàng ở miệng ấm này, quay vàng và vòi vàng vô cùng là sáng và vô cùng là đẹp luôn nha cả nhà. Phía bên trong thì sẽ có lược đầy đủ luôn nhé cả nhà, lược trà đây kèm với cái tem của bộ trà. Rồi phía bên dưới một chữ ký vô cùng đẹp, thứ nhất đó chính là Baroness Faichina, có nghĩa là gốm sứ xương nhé cả nhà, gốm sứ tốt, và kèm với một cái logo, cái hình vương niệm vô cùng đẹp. Và cuối cùng đó chính là Make in England nhé cả nhà, Make in England vô cùng đẹp đúng không cả nhà. Đây là xung quanh về phần ấm, phần vàng vô cùng đẹp này cả nhà, rất là sáng nhá. Đây là về phần ấm, một chiếc ấm rất là to, size lớn luôn cả nhà. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến sơ qua về phần tống nhá cả nhà. Đây, tất cả các góc của bức tranh thì sẽ đều được ký một chuyện ký hết, kể cả ấm này, tống rót, ly, dĩa bánh, dĩa lót đều có chữ ký hết nhá cả nhà. Và hơn thế nữa anh chị có thể thấy này, cái nước màu anh chị có thể thấy là lime này, tím vàng xanh vô cùng đẹp nha. Và những cái nét cọ ở cái phần thân ấm này, em sẽ quay sát để anh chị có thể nhận xét về cái phần men cọ nha, rất là đã luôn. Bên dưới đầy đủ chuyện ký hết, tất cả các sản phẩm đều đầy đủ chuyện ký, đầy đủ các nét bút nha, vô cùng đẹp. Và điểm tuyệt vời nhất chính là bộ trà này là một bộ trà đủ gồm có 22 chi tiết nha cả nhà. Rồi để em giới thiệu sơ qua về phần dĩa bánh, chiếc dĩa to nhất hiện diện đây trước mặt quý vị. Đây, đây là chữ ký bên dưới ở ngay phần góc dưới nhé cả nhà. Đây, như chiếc dĩa, ở trên chiếc vằn dĩa, viền dĩa thì sẽ có hơi hoa văn, hơi vằn vằn nha. Đó, cả nhà, đây là phía mặt đằng sau, phần viền rất là đẹp cả nhà, rất là sáng và bóng nha. Và tiếp theo thì em sẽ gửi tới phần kích thước chi tiết của những cái món sản phẩm này, đặc biệt là chiếc ly tách để cho anh chị có thể dễ dàng hình dung và dễ dàng lựa chọn hơn nha. Với cái đường kính miệng sẽ là rơi vào tầm 9,5 cm nha cả nhà. Chiều cao của ly thì sẽ rơi vào tầm đó chính là 8 cm. Đường kính của chiếc dĩa lót là 14,5. Và ngoài ra thì đường kính của chiếc dĩa lớn thì sẽ là 21 cm lận cả nhà. Rất là lớn đúng không? 21 cm. Và ngoài ra thì chiếc dĩa bánh chúng ta sẽ đo luôn nha cả nhà, với đường kính lên tới là 25 cm. Còn chiếc ấm này thì sẽ là, cũng giới thiệu với cả nhà, đây là một chiếc ấm sẽ có dung tích lớn nhá cả nhà, dung tích lớn hơn nhiều ấm trà cùng hàng Made in England, nhưng mà em thấy là chiếc ấm này là dung tích lớn này, cái bụng cũng phình ra giống như một trái bí nhá, rất là đẹp cả nhà. Thì em vừa giới thiệu sơ qua về tổng quan 22 chi tiết của một bộ trà trái cây thương hiệu Made in England nhá cả nhà. Và nếu như mà anh chị có nhà ý muốn cùng gốm nhà Toki giao lưu thì có thể giao lưu qua số Zalo nha, 0901112334. Một bộ trà rất là sang trọng, rất là đẳng cấp, rất là giá trị, em gửi tới cả nhà. Một lần nữa thì cho gốm Nhật Toki xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của gốm Nhật.
Toki.